hôm trước quay clip ăn trái keo á, tôi có nói là bạn nào mà ở quê mấy bạn có mấy trái tuổi thơ đó, giới thiệu cho tôi đi, tôi ăn thử. Thì có rất là nhiều bạn nói mua trái lý đi. Thật ra đó là lúc trước mình cũng thấy là người ta review về trái lý nhiều rồi, nhưng mà mình thấy nó giống trái mận quá mọi người. Đó, mình thấy nó giống trái mận quá, cái mình nghĩ là nó cũng giống trái mận cho nên mình không có ăn. Nhưng mà nhiều bạn nói là trái lý là ngon lắm luôn á, nhưng mà tại vì bây giờ tìm nó khó, không có ai bán nữa hết. Ráng mua được một mâm nha mọi người. Nó giống trái mận lắm mọi người, nhưng mà mình thấy nó tròn hơn, cái ruột nó rỗng hơn. Đó, lắc mà nghe cái hộp nè. Dạ. Ồ, cái ruột rất là rỗng luôn nha. Trời. Nó ngọt nhẹ lắm, nó ngọt thanh nè. Chủ yếu nó rất là thơm. Ui nó thơm quá à. Chồng ơi, tới ăn cái này đi. Thơm đúng không? Gì vậy? Cắn lưỡi à? Úi. Ăn vô nó ngọt thiệt nhưng mà nó sốc cái mùi lên như một tinh dầu thiệt. Đúng không? Tưởng đâu có mình tôi thấy giống cho nên tôi không dám nói. Nó ngọt dữ vậy? Thấy đâu giống chứ mận đến đâu? Giống mà nè. Cái đầu hay giống. Tôi sẽ ăn thử một trái nhỏ xíu. Mở ngọt. Ngọt thanh à? Không có bị chua gì luôn. Trái nhỏ thì nó chát hơn và nó ít cái mùi thơm hơn. Sang một trái bự nha mọi người. Giọng đẹp luôn. Mà ăn một hồi thấy cũng ngon á. Ngon này thật nè. Ê, ăn này ngon hơn chồng ơi. Ôi, trái này cơm dày mọi người ơi. Hay quá à. Mấy cái trái mà cơm dày á, nhiều nước lắm. Mua ăn thử đi mọi người. Ăn này thấy mát mát đã. Mát thiệt, ngon. Bởi vì lạnh ăn rất là mát luôn á. Ui, cái trái này ngon quá chồng ơi, chờ sẽ cho chồng một miếng này để chồng tận hưởng nha. Nó siêu nhiều nước luôn, ngập nước luôn á. Còn trái nào nữa không mọi người, comment cho tôi biết với để tôi ăn thử cho biết. Chứ trái này là ok nha, chịu nha. Hôm qua mua về á, nhìn vô tưởng đâu là dở luôn á. Đúng rồi. Nhìn cái trái nó không có ngon. Nhìn không có hấp dẫn. Nhìn trái mận đỏ đi mình còn thấy hấp dẫn đúng không? Nhìn cái trái này mình thấy nó nhìn không có ăn. Mà sao ăn nó ngon quá không? Ăn vô thì lại ngon. Nhìn người ta khen là đúng á.